Đối với những người theo dõi môn bắn súng ở Việt Nam thì thành công của Phạm Quang Huy không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Bố anh là Phạm Cao Sơn, xạ thủ có nhiều huy chương vàng bắn súng nhất Việt Nam, còn mẹ anh là Đặng Thị Hằng, một xạ thủ súng trường tài năng. Có thể nói, truyền thống gia đình và một tuổi thơ đặc biệt đã đóng góp rất lớn vào thành công của Phạm Quang Huy ngày hôm nay. Phạm Quang Huy làm quen với súng đạn từ lúc 3-4 tuổi, mà là súng thật, đạn thật chứ không phải là đồ chơi. Ngay từ lúc đó, Quang Huy đã có cái nhìn rõ ràng về nghề nghiệp tương lai của mình. Đối với người thường thì cái đạn nổ nghe rất là đau tai, rất là kinh. Đối với em thì lại rất bình thường vì em nghe từ bé. Khi mà em xem bố mẹ em tập thì em thấy rất là môn này rất là ngầu, rất là đặc biệt. Em đã mong ước là về sau khi mà mình đủ chứng chạc thì mình sẽ bước vào nghề nghiệp này, sẽ tập và sẽ cố gắng đạt thành tích cao như bố mẹ em. Có bố mẹ là những xạ thủ tài năng thì sẽ luôn được trợ giúp về chuyên môn, nhưng đi kèm với điều đó lại là một tuổi thơ lưu lạc. Quang Huy đã phải chấp nhận một hoàn cảnh sống rất đặc biệt để có thể sống gần bố mẹ. Thì khi gần 2 tuổi thì mẹ em mới cho em lên ở Hà Nội được, nhưng mà cũng không được ở trong Nhổn, cho em phải ở nhà bà Nho, trọng tài của bắn súng Việt Nam. Tối nào mẹ cũng phải ra ngủ cùng bởi vì nhớ em, nhưng mà cũng không được ở lâu bởi vì là đội tuyển là không được ra ngoài. Sáng hôm sau phải có mặt sớm, sáng 5 giờ sáng đã phải tạm biệt rồi. Cũng thương cho mẹ, cũng sợ mẹ buồn, đi tập không yên tâm. Em biết là mẹ em đi nhưng cũng cố nhịn, không được khóc. Chẳng mấy ai ngạc nhiên khi Phạm Quang Huy trở thành một tuyển thủ quốc gia môn bắn súng. Lên Nhổn, anh ở đúng căn phòng mà xưa kia, cha của anh, xạ thủ Phạm Cao Sơn đã từng ở. Trong mấy năm nay, Quang Huy thường xuyên xa nhà và ngay cả những ngày Tết, anh cũng chỉ giữ bữa cơm tất niên cùng gia đình qua mạng Internet. Thời tiết có nhiệt độ nào? 8 độ ạ. Thế là 10 độ. Con được chứng kiến tuyết nước ngoài nhá, ba chứng kiến tuyết nước ngoài rồi nhá. Quang đang phấn đấu này. Anh nhớ đi Hàn Quốc về nhớ tặng quà em gì nhá. Nhớ rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị trang phục ấm cho mình nhá. Em nhớ anh. Bye bye. Bye bye.